Xin chào tất cả các anh em nha, Huy đang hướng dẫn các anh em tham gia chương trình iGroup nhận top càng code để tham gia giá. Các bạn click phần link mô tả và bấm nút start để chat chatbot. Rồi các bạn, tất cả anh em sẽ nó lót dự án chút nhé. Rồi khi tham gia dự án một top càng code này giá trị hiện tại khoảng là 16 đô đã trên sàn CoinGecko. Ê, Uniswap nha tất cả các anh em. Để mình qua mình sẽ giá con này 0.5 code được bao nhiêu TDS đấy. Các bạn mở đi cho link các bạn. Giá này chúng ta nhận 0.5 giá trị hiện tại đổi ra TX là 163/2 bằng nghe tất cả các bạn cũng khá là ngon rồi. Nhiệm vụ được rồi, mình dành tiếp kênh Chiller nữa nha các bạn. Dành hai kênh đó, kênh group và kênh Chiller. Rồi các bạn chọn bắt đắp lợi, các bạn ghi username Telegram của mình nha các bạn. Bạn nào không biết thì giờ setting copy của username của bạn nha các bạn. 1133. Rồi, theo word thì bạn request nè các bạn. Rồi ghi lại username. Rồi các bạn chờ lót chút nha các bạn. Wow. Giờ ở đây cái máy mình lót chậm quá các bạn ơi. Ở dưới quê mình mưa gió. Quá. Wow. Rồi. Tôi quyết lại dự án của nó nè các bạn. Like một cái tôi quyết lại nè. Rồi các bạn rồi các bạn ghi xin username theo word của mình các bạn. À, cộng VNNH9 nè 2 4 6 8. Rồi các bạn join vào kênh channel nó tiếp tục nè. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn cũng ghi tiếp tục username Telegram nha các bạn. Telegram của mình nè. Rồi rồi các bạn follow tiếp tục kênh Thay World nữa nè. Thằng này nó tới hai kênh, hai ba kênh channel, hai ba kênh Thay World. Rồi các bạn theo dõi nữa các bạn. Mình thấy dự án này khá là ngon lành đó các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn ghi lại username Thay World của mình các bạn. Rồi các bạn mở với chọn link ra các bạn. Các bạn lấy địa chỉ với TDS. Rồi phải chờ mình chút các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút reset nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ cho link mình nè. Rồi các bạn trở lại các bạn gửi cho bot nha các bạn. Đâu rồi ta. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Dự án này khá là đơn giản các bạn. Rồi nó hỏi bạn con này khá là ngon các bạn. Các bạn bấm don nha các bạn. Rồi phan cái này. Rồi các bạn copy cái link ghép này mà gửi con bè và người thân để nhận thêm tiếp cận nha các bạn. Rồi bạn bấm menu bắt up. Bạn thử menu. Rồi dự án này gì video mình kết thúc nha các bạn. Mình không biết nó phân phối vào ngày mấy luôn các bạn ơi. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.